Tây Du Ký thì ai cũng biết, song không nhiều người biết rằng nó được tác giả Ngô Thừa Ân lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong lịch sử. Trong lịch sử chỉ có một ông hòa thượng trốn triều đình đi thỉnh kinh thôi, chứ nó không phải là năm thầy trò được hoàng đế đưa đón linh đình. Tuy nhiên, tác giả khi viết truyện lại tạo ra hình ảnh tận năm thầy trò. Để làm gì? Theo tôi biết thì là để nói lên năm đức tính cũng như là ngũ hành trong thâm tâm mỗi con người. Sở dĩ nói được như vậy vì trong chính tác phẩm gốc Tây Du Ký ở đoạn cuối, Ngô Thừa Ân có viết rằng là nhất thể chân như chuyển lạc trần, hợp hòa tứ tướng phục tu thân, ngũ hành luận sắc không hoàn tịch, bách quái hư danh tổng mạc luận. Có nghĩa là một cơ thể lúc giáng thế có sự phối hợp của bốn thần tướng Huyền Vũ, Chu Tước, Thành Long, Bạch Hổ. Khi mà ngũ hành hòa vào nhau sẽ ra màu sắc đơn sắc nhất, để rồi giác ngộ ra trăm thứ yêu ma kia cũng chỉ là thử thách, sau cùng không đáng để bàn. Vậy năm đức tính và ngũ hành đó là như nào? Hãy thử cùng tôi bàn luận nhé. Đầu tiên là hệ hỏa, tôi nghĩ là hợp với Đường Tăng. Để mà nói về một người mang mệnh hỏa thì đây là những người tài tình nhưng mà khiêm tốn và nhún nhường. Còn nhớ trong một buổi giảng kinh, ông đã được vua nhà Đường thời đó là Đường Thái Tông để mắt đến và mời về giảng kinh thư. Không dừng ở đó, còn có một vị cao tăng vì ngưỡng mộ đức độ của ông mà tặng cho một cây tích trượng cùng với áo cà sa quý báu. Thực chất, vị đó là Bồ Tát hóa thân thành. Nói vậy để mà thấy được cái tài của Trần Huyền Trang thuộc dạng xuất chúng chứ không phải chỉ là học sinh giỏi cấp quận. Dù vậy thì chưa bao giờ mà Tam Tạng flexing về tài năng của mình. Đi đâu cũng chỉ giới thiệu mình là một nhà sư tới từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Tuy nhiên thì Đường Tăng trong Tây Du Ký không được xây dựng đơn giản là một người tài giỏi đức độ toàn diện và vô cùng khiêm tốn, khiêm nhường. Đường Tăng trong Tây Du Ký đại diện cho nhân tính con người, nên là ông thường xuyên thể hiện cái sự nhu nhược cả tin, nói nặng hơn thì là hơi khôn nhà dại chợ. Chính cái tính cách này đã khiến ông không ít lần rơi vào mưu kế của yêu quái. Điển hình là trong kiếp nạn 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. Dù Tôn Ngộ Không đã nhìn thấu con yêu quái đội lốt thành gia đình lương thiện sống trên núi và cảnh báo lại, nhưng mà cái sự bao dung bất chấp, cái sự nhân từ bừa bãi của Đường Tăng đã khiến ông tin vào câu chuyện cảm lạnh của yêu quái. Để rồi cùng với cả cái chấp niệm vốn có với đại đồ đệ, Đường Tăng đã đuổi người gánh tim đi và kết quả là bị nữ yêu tinh bắt cóc. Từ Đường Tăng ta có thể thấy rằng là con người khi mà lễ lắm quá, nhu nhược quá, thiếu đi lý trí và không suy xét cẩn trọng thì rất là dễ bị tà ma chiếm lấy. Mà cũng có thể chỉ đơn giản Đường Tăng hay báo hại đại đồ đệ là do hỏa thì khắc kim. Và dĩ nhiên ý tôi ở đây, người mang mệnh kim chính là Tôn Đại Thánh. Nói sơ qua background về người đi rừng thiên hướng carry của đội tuyển đến từ Đông Thổ Đại Đường, thì từ những ngày đầu khi mà còn chơi cho Hoa Quả Sơn eSport, Ngộ Không đã thể hiện cái chất ngông trong người khi mà một mình đại náo thiên cung, để rồi sau này chiến tích một mình cân 10 vạn thiên tướng đã trở thành signature của Tôn Ngộ Không. Thoạt nhìn thì đúng là Ngộ Không hiện lên rất là bố láo và mỏ hỗn và không biết tôn ti trật tự ấy, nhưng có lẽ Ngộ Không lại phù hợp nhất với cả cái chữ nghĩa của mệnh kim. Chữ nghĩa ở đây là thể hiện cho ân nghĩa, tình nghĩa. Đầu tiên là ân nghĩa với người thầy lớp vỡ lòng, Bồ Đề Tổ Sư. Ông chính là người đã dạy cho con khỉ 72 phép biến hóa thần thông, nhưng chính vì thói khoe khoang kiêu ngạo, lão tổ đã đuổi nó khỏi sư môn và cắt tình thầy trò. Dù vậy thì trong lòng Ngộ Không vẫn luôn khắc cốt ghi tâm công ơn nuôi dạy, dẫn chứng là trong ngày trở về mái trường xưa, khi mà thấy cảnh vật điều hưu đóng mạng nhện, Ngộ Không đã không kìm được những giọt lệ đau xót của mình. Người thầy thứ hai đương nhiên là Đường Hòa Thượng. Kể từ khi gặp nhau là sư trò đã liên tục bất đồng quan điểm, nhất là trong những lần mà Ngộ Không thẳng thắn trừng trị kẻ xấu, cho dù đó có là cường hào ác bá hay là yêu tinh sân trại. Và thậm chí có một lần Đường Tăng còn từ mặt Ngộ Không đuổi nó về Hoa Quả Sơn. Dù vậy thì ở quê nhà, Tôn Đại Thánh ngoài mặt thì dỗi nhưng vẫn một lòng hướng tới sư phụ và các sư đệ. Chỉ cần nghe thấy bốn chữ sư phụ gặp nạn là Ngộ Không lập tức một tay xách mông, một tay cầm gậy đi cứu người. Sau này mỗi lần mà Đường Tăng bị yêu quái bắt cóc là đại đồ đệ là không ngại hiểm nguy, nếu mà đánh không lại thì lên trời xuống biển sử dụng các mối quan hệ để mà cứu bằng được sư phụ. Dần dần thấm nhuần được những cái tư tưởng của nhà Phật để mà dần thoát khỏi cái phần con, cái phần nguyên thủy trong mình. Ví dụ như là có tập sau khi sư phụ bị hạ độc, Ngộ Không đã rơi nước mắt vì cứ tưởng thầy mình đã đi Tây Thiên theo đường hàng không. Rõ ràng đây là một bước phát triển rất là lớn trong con người, con khỉ, để mà thấy được cái tình nghĩa của hai thầy trò. Ngoài ra thì cái chữ nghĩa còn thể hiện trong cách mà Ngộ Không đối xử với cả anh em bằng hữu. Không nói đến anh em ruột già ở quê nhà thì Ngưu Ma Vương coi như là anh em lâu năm nhất mà Tôn Ngộ Không còn giữ quan hệ. Nếu bạn đã quên thì đầu khỉ gặp đầu trâu lần đầu tiên ở Hoa Quả Sơn, trong một lần mà đầu trâu dắt anh em đi chinh phạt, mà người ta có câu là đánh bể đầu mới nhận họ. Thế là sau thất bại ê chề trước đàn khỉ, Ngưu Ma Vương mới kết nghĩa với cả Tôn đệ, nguyện kiếp này có vui cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ừ thì đầu trâu về sau cũng cọc phết, bởi vì ông em lại gọi Bồ Tát đến bắt con trai mình đi cải tạo. Nhưng mà Ngộ Không thì đấy, câu trước câu sau vẫn cứ huynh huynh đệ đệ. Nhìn thì hơi thảo mai thật, nhưng mà đúng là Ngộ Không rất là coi trọng tình nghĩa bằng hữu. Ngoài ra những người hệ kim còn có ý chí mãnh liệt, đã muốn cái gì là không thể cản được. Nhưng mà nếu tính kim quá mạnh sẽ dẫn đến cái sự hiếu chiến quá mức. Bởi thế nên Quan Âm Bồ Tát đã trao cho Đường Tăng cái vòng kim cô cùng với cả các bài niệm chú để mà hãm lại cái sự bướng bỉnh của Ngộ Không.
Ngộ Không khó hòa hợp với Đường Tăng có lẽ một phần cũng là do bị cái vòng đấy dính trên đầu. Tuy nhiên, Ngộ Không lại có mối quan hệ rất là healthy với cả Bát Giới. Mối quan hệ mà tôi nghĩ là kim sinh thủy. Bát Giới, người mang hệ thủy, rất là khéo léo, ở đây là khéo mồm. Bát Giới thì tuy lực chiến không bằng Ngộ Không, nhưng mà được cái là đức độ thua xa Đường Tăng. Nhưng mỗi lần hai người này xảy ra vấn đề thì luôn là Bát Giới đứng ra hòa giải. Cơ mà thực ra thì Bát Giới phân biệt đối xử phết. Sư phụ mà bị bắt là Bát Giới đòi chia hành lý luôn. Còn Ngộ Không mà gặp nạn là hắn lên rừng xuống biển tìm người mà cứu đại sư huynh cho bằng được. Bình thường mà thấy nguy nan là hắn bỏ chạy trước. Nhưng mà được Tôn Ngộ Không rủ một phát là hang hùm, hang cọp hay là hang gì cũng chơi hết. Có thể đấy là tình nghĩa. Cũng có thể do hắn sợ Ngộ Không mà bị gì thì mình lại phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà thôi, cứ coi như là hắn tình nghĩa đi. Hồi bé xem phim thì mình chỉ ấn tượng với nhân vật Bát Giới này ở cái điểm ham ăn, lười biếng, đã vậy còn háo sắc. Cơ mà lớn lên xem lại cái nét diễn thì thấy khứa này óng ẹo cũng dễ thương. Thi thoảng hay dỗi và thích dỗ ngọt, càng nhìn thì càng thấy giống người yêu cũ, vừa ham ăn vừa ham ngủ. Dù vậy, nếu ai đã quen với cái bộ dạng mặt lợn của Lão Trư thì đều cảm thấy vui vẻ mỗi khi tiếp xúc với hắn, đặc biệt là người già và trẻ em. Để mà nói thì Bát Giới đại diện cho cái phần dục vọng trong mỗi con người. Bởi vậy nên là Ngô Thừa Ân mới sử dụng cái hình ảnh con lợn để mà khắc họa một tên tham ăn, tham chơi, háo sắc. Cho nên là dù có phò tá Đường Tăng đi lấy kinh thì Bát Giới vẫn không thể thành Phật, mà chỉ được phong cái chức tịnh đàn sứ giả. Ngoài Bát Giới ra thì còn hai đồ đệ khác là Ngộ Tĩnh và Bạch Long. Nói trước về sang Ngộ Tĩnh đi, trai đẹp hướng nội của đoàn phượt Đông Thổ Đại Đường, mỗi tội tóc tai hồi xồm xoàm, người chẳng mấy có đất diễn dù giao diện con người. Trong ngũ hành tương khắc, tôi xếp Sa Tăng vào hệ mộc, bởi người thuộc hệ cây có lòng trắc ẩn, tính tình thì hiền lành chất phác, ngoài ra còn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân. Trong Tây Du Ký, Sa Tăng vốn là Quyển Liêm đại tướng trên thiên đình, chỉ vì lỡ tay làm rơi chiếc cốc của Ngọc Hoàng mà bị đầy xuống làm yêu quái ở Lưu Sa Hà. Theo tôi biết thì trong thi thoại Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh được viết trước khi mà tác phẩm Tây Du Ký ra đời, đã kể lại rằng Đường Tăng ở 9 kiếp trước cũng đi lấy kinh nhưng mà đều bỏ mạng ở Lưu Sa Hà do bị Sa Tăng ăn thịt. Và chuỗi vòng cổ mà Ngộ Tĩnh đeo là được kết từ đầu lâu của sư phụ trong 9 kiếp trước. Thực ra nghe cũng chả hiền lành lắm, nhưng mà về sau nhờ cái sự giúp đỡ của Quan Thế Âm Bồ Tát mà Đường Tăng cảm hóa được Sa Tăng ở kiếp thứ 10. Có lẽ vì vậy nên là cái trọng trách nặng nhọc nhất trong tim là gánh hành lý thì Ngộ Tĩnh phải gánh hết. Nếu để nói về mặt con người hay tính cách, Sa Hỏa Thượng là đại diện cho sự nhẫn nại và điềm tĩnh của con người. Theo tôi nhớ thì chẳng bao giờ mà Sa Ngộ Tĩnh cáu gắt, kể cả khi lo lắng thấp thỏm hay là tình hình nước sôi lửa bỏng, Sa Ngộ Tĩnh vẫn cứ gánh hành lý và chưa bao giờ mất kiên nhẫn với một ông sư phụ nhu nhược này, một ông sư huynh nhảy loi choi lóc chóc hay cãi lời này, và một ông sư huynh khác thì hở ra là thói hư tật xấu này. Nhìn qua thì có vẻ cũng tốt, nhưng mà chúng ta ít khi mà thấy Sa Tăng có chính kiến. Và hướng nội thì hay đá cặp với cả người làm nhiều nói ít, ở đây không ai khác chính là Bạch Long Mã. Tất nhiên là còn mỗi một hệ thì tôi sẽ xếp nốt Tam Thái Tử của Tây Hải Long Vương vào luôn. Đấy là hệ thổ, người mang hệ đất, tư chất chất phác mộc mạc và có trái tim thiện lương. Nếu bạn còn nhớ thì Bạch Long đáng lý ra phải là nhị đồ đệ, bởi vì rằng là anh ta gia nhập squad trước Bát Giới và Sa Tăng, nhưng chưa bao giờ mà thái tử có dòng dõi cao quý lại đi sân si chức vụ với cả hai người đến sau. Trong tập phim mà sư phụ bị biến thành một con hổ già, đại sư huynh thì dỗi bỏ về Hoa Quả Sơn, Bạch Long phải là ngựa đứng ra để mở lời với nhị sư huynh tới đảo khỉ để thuyết phục đại sư huynh về cứu sư phụ. Người mệnh thổ coi trọng lời hứa, phàm là lời đã nói ra thì phải thực hiện cho bằng được. Và lời hứa của Bạch Long chính là phò tá Đường Tăng đi lấy kinh, đi qua biết bao nhiêu là sông suối núi rừng, hỏa diệm sơn động bàn tơ, nói chung là cái gì cũng chờ Đường Tăng qua hết. Nhưng chưa một lần nào Bạch Long mở mồm than thân, hoặc là cũng có chỉ thế nhưng bằng tiếng ngựa. Vị đồ đệ này đại diện cho ý chí, sự quyết tâm luôn tiến về phía trước trong mỗi con người. Sở dĩ Ngô Thừa Ân sắp xếp cho Đường Tăng gặp Bạch Long Mã trước khi gặp Bát Giới và Sa Tăng, bởi vì chỉ khi có ý chí vững chắc, một lòng tiến về phía trước thì mới có thể vượt qua những cái dục vọng là Bát Giới và điều khiển bản tính là Sa Tăng mà chuyên tâm tu hành. Không biết có phải vì hỏa với thổ hợp nhau không, hay là do Bạch Long nói tiếng ngựa nên Đường Tăng không hiểu. Nhưng Bạch Long đi cùng với Đường Tăng có vẻ khá là hòa hợp, không thấy kêu rên gì cả. Và đấy là những suy nghĩ mà không ai thực sự cần biết của mình về Tây Du Ký, về cách mà Ngô Thừa Ân đã dùng 5 người để tả một người. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.